kênh nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ Ý, ngày 26 tháng 4 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, căn cứ không quân 35 trực thuộc Bộ Tư lệnh miền Tây Perth của quân đội Ấn Độ mới đây đã tiếp đón một phái đoàn chuyên gia rất đặc biệt đến từ Ý-Dìm. Phái đoàn trên bao gồm các kỹ sư cấp cao và quan chức không quân đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Ý-Dìm EAI và Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Ý-Dìm EAMI. Còn 35 chính là căn cứ của 3 chiếc máy bay IN-76 lắp đặt các hệ thống chỉ huy và cảnh báo sớm trên không AAPS, Falcon do Ý-Dìm chế tạo. Hiện chưa rõ liệu phái đoàn bí mật của Ý-Dìm có phải đã được Ấn Độ mời đến để làm công tác bảo trì định kỳ hệ thống radar và cảm biến Falcon lắp đặt trên máy bay IN-76 hay không. Tuy nhiên, theo nhận định của Ý, rất có khả năng là họ đang thực hiện những khảo sát liên quan tới chiếc tiêm kích 16 của Pakistan mà Ấn Độ tuyên bố đã bắn rơi trong vụ không chiến ngày 27 tháng 2 vừa qua. Thông tin không quân Ấn Độ đã sử dụng máy bay cổ lỗ sĩ MiG-21 Bison để bắn hạ chiếc 16 hiện đại của Pakistan do Mỹ cung cấp khiến không ít chuyên gia quốc phòng và giới quan sát quân sự hoài nghi. Vấn đề cũng được thảo luận sôi nổi trên rất nhiều hãng truyền thông phương Tây. Do vậy theo Ý, sự xuất hiện của phái đoàn bí mật Ý-Dìm có thể là để thu thập thêm chứng cứ điện tử về vụ không chiến bởi kết quả kiểm chứng độc lập về dữ liệu radar là rất cần thiết. Khi đội AAPS Falcon từng phục vụ trong không quân Ấn Độ hơn 10 năm qua với hiệu quả hoạt động đã được kiểm chứng trên thực tế. Thời điểm 24 máy bay chiến đấu Pakistan tham gia sứ mệnh không kích các mục tiêu ở Ấn Độ, khi đội Falcon cũng đang có mặt trên không. Tháng trước, không quân Ấn Độ IAS đã cho công bố những bức ảnh AAPS đầu tiên về sự việc chiếc 16 bị bắn rơi cùng vị trí của chiếc MiG-21 Bison và một số máy bay 16 Pakistan trong đội hình tấn công. Tuy nhiên, theo tạp chí Foreign Policy, các chuyên viên Mỹ đã đến Pakistan và trực tiếp tham gia kiểm đếm số máy bay 16 của Islamabad và chẳng thấy thiếu bất kỳ chiếc nào. Tin liên quan. Điều tàu sân bay tới Địa Trung Hải, Mỹ đanh thép tuyên bố, Nga phải biết mình là ai. Tiết ngộ chấn động, siêu tiêm kích Nga phóng tên lửa bắn nhau, một MiG-31 rơi cùng hai phi công vũ khí cực kỳ lợi hại của Trung Quốc đang bảo vệ thủ tướng một cường quốc quân sự. Vì vậy, việc có thêm thông tin kiểm chứng từ phái đoàn bí mật của Ý-Dìm sẽ càng tăng thêm tính thuyết phục trong tuyên bố của Ấn Độ bởi họ chính là những chuyên gia đã thiết kế và chế tạo hệ thống radar Falcon. Cuộc đối đầu trên không giữa IAS và không quân Pakistan Bắc diễn ra vào ngày 27 tháng 2 khi IAS tiến hành không kích một căn cứ của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed ở Balakot, nằm trong lãnh thổ Pakistan ở bên kia đường ranh giới kiểm soát Lord. Theo chính phủ Ấn Độ, không quân của họ chỉ mất duy nhất một chiếc tiêm kích và họ cũng bắn hạ thành công một tiêm kích 16 của Pakistan. Ngược lại, Pakistan phủ nhận việc họ đã sử dụng các máy bay tiêm kích 16 trong cuộc giao chiến với Ấn Độ. Vụ việc đã khiến căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính phủ Ấn Độ xác nhận một phi công MiG-21 Bison đang bị Pakistan giam giữ.